Hello, xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay chậm xe nước team mô tô Thủ Đức giới thiệu cho mọi người hai mẫu xe. Rồi, mẫu đầu tiên là mẫu Yamaha R15V3 thần thánh ha. Biển số Đồng Nai, anh em rút hồ sơ sang tên để ok hết nha. Giá là 51.800.000, đăng ký 12/2019. Đó. Rất là ngầu nha, dòng sport bay trong phân khúc 150 có được thiết kế cực kỳ ngầu, cực kỳ đẹp ha. Xe cũng còn rất là keng đó, xe quá trời đẹp luôn. Đây, xe hiện trạng thì đồ chơi thì cũng không có gì nhiều ha, vừa đủ xài thôi, chống đổ rồi kiến chắn gió cao rồi ốp ốp đầu lỗ mũi phía trước bảo vệ ti phụ, mấy cái cơ bản đơn giản ấy mà. Anh em nào dễ ứng nào thì lột ra, không thì gắn thêm gì đó ha, tùy anh em. Rồi qua mẫu thứ hai là mẫu siêu cọp á, xe chưa hết rô đai luôn anh em ơi. Đó là mẫu Suzuki GZ150A biển số của công ty ha, đi LD 59 LD nha. Thuế má rồi cũng đóng 1% đó, công ty đóng đủ hết rồi, giờ anh em đóng lại ra bấm biển mới luôn, anh em là sang tên bấm biển mới luôn. Giá là 60.800.000, đăng ký 2011. Xe cực kỳ keng luôn, xe cộp luôn nha mọi người. Đó, có sẵn thùng GB với lại đằng sau lưng rồi, anh em tha hồ đi. Chất xe cực kỳ đẹp, odo thì chưa hết đồ đai nữa. Đây nè, cái la đăng ti với cái kèn là còn chủ xe còn chưa lột nữa nè. Xe cũng thuộc diện nằm trong hốc và tó luôn á. Không có đụng tới nhiều, xe cực kỳ keng luôn. Mẫu này thì được coi ví được do ví vôm giống như là chuyên cơ mặt đất. Đó, có một cái thế ngồi khá là bành trướng nha. Đó, góc lái ngồi cực kỳ thoải mái. Dòng này dòng cruiser ha, nó hơi hầm hố, ghi đông to nè, kiến cặp kiến nè, nhìn rất là hậm trợn. Đó, bộ cản phía trước nè, rất là ngầu nha. Mẫu xe này thích hợp với những thanh mấy anh trung niên chút xíu hoặc là lớn tuổi xíu đi cực kỳ ngầu. Bận đồ phong cách xíu nữa đó, đi tour đi xa là khỏi lo bị đau lưng luôn, quá trời đã luôn á, ngồi như ngủ vậy đó. Ok thôi, giờ em sẽ đi chi tiết còn từng mẫu ha. Đầu tiên là mẫu Yamaha R15V3 đi. Đây, mẫu Yamaha R15V3 em đẩy lên xíu cho mọi người dễ xem ha. Yamaha R15V3 thần thánh, giá là 51.800.000, biển số Đồng Nai, anh em rút hồ sơ sang tên đều ok hết nha. Thì hình thức thì xe thì cũng không có lên gì nhiều, vài con ốc titan ở đây ha, kính chắn gió 2 tầng. Rồi, lỗ mũi phía trước nói chung là mấy cái phụ kiện gắn thêm cho vui, gắn thêm cho vui thôi. Đây, bộ che phuộc trước nè. Ốc tán nó còn khá là mới luôn, đẹp. Cánh chân à, ken sạc ben hết, dĩa thẳng nè ha. Đó, quá trời đẹp luôn. Có sẵn bộ che két nước rồi. Đó, rồi cặp đèn chờ sáng ở đây nữa. Đó, thì hình thức xe thì cũng không có gì bàn nhiều. Đó, anh em nào thích mẫu nào thì chơi mẫu đó thôi. Bên em cũng R15 thì bên em cũng còn khoảng tầm đâu đó khá là nhiều, cả chục chiếc. Anh em tha hồ lựa màu, lựa mã. Đó, đời xe các thứ, mỗi xe có mỗi phong cách khác nhau, tùy chủ trước chơi như thế nào thôi. Ốc tán nè, dàn chân nè, cực kỳ đẹp luôn, kén sao ben luôn. Biển số rút gầm đi bô zin, anh em mà thích bộ độ thì em hỗ trợ đổi bộ độ cho. Đó, đây ốc tán rồi nè ha, dĩa nè, láng có nè, ốc về cui luôn. Sáng chân kén sao ben luôn. Đó, bố thắng rồi, mới thay luôn. Đây, gai vỏ này còn như mới luôn nha mọi người. Đó, gai còn quá trời sâu luôn, vỏ zin luôn á. Thì mẫu xe này thì em cũng review nhiều rồi, cũng không có gì để nói nhiều ha, thì lướt sơ qua cho anh em xem xe thôi ha. Đó, anh em nào ở xa ưng ý thì cứ chốt cọc rồi em ship xe cho. Đây, vệ sinh thì trong ra ngoài rất là sạch rồi. Đây phuộc nè, cực kỳ đẹp luôn. Đó,
Đó, giờ máy trong là cực kỳ đẹp luôn, len keng xà beng luôn ha, ốc tán đồ 7 màu luôn. Rồi. Quá trời đẹp. Đi tới đâu là mướt tới đó, xin nhanh mũi tên. Quá đã luôn anh em ơi. Nào đi tới đâu mướt tới đó. Chắc chung các chức năng rồi đầy đủ hết ha. Đây em nổ máy cho mọi người hả. Xi nhan đồ đầy đủ hết ha. Đó, máy móc cực kỳ êm luôn. Đó, anh em nào ưng bộ độ thì em lấy bộ độ cho. À, bộ zin thì nó êm ái, đi đỡ bị dòm ngó hơn. Rồi. Quá đẹp. Rồi. Mẫu Yamaha R15V3 biển số Đồng Nai. À, anh em sang tên rút hồ sơ sang tên ok hết nha. Giá là 51 triệu 800 ngàn, đăng ký 2019. Anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em nha. Đó, ngoài ra bên em còn khá là nhiều mẫu, anh em có thể tham khảo thêm website Thiên Mô Tô Đức nha. À, còn 7 8 chiếc anh em tha hồ lựa lựa màu luôn. Rồi. Ok, rồi xong. Xong một bé. Rồi, em tiếp tục chuyển qua bé thứ hai. Đó. Thì bé này cũng khá là đẹp nè. À, chờ để em xếp xe lại cho nó đẹp nha. Rồi. Em tới mẫu siêu cọp đây. À, mẫu Suzuki GZ150A ha. Biển số LD. À, giá là 60 triệu 800 ngàn. Đăng ký 2021 luôn nha. Xe cực kỳ mới luôn, xe chưa hết đồ đai luôn. Thì biển số này đã đóng thuế đầy đủ hết rồi, anh em về đóng thuế lại 1%, anh em ba bấm biển mới luôn. À, không có gì phải quan ngại hết. Đây lớp xi còn cực kỳ đẹp luôn. Nói chung là xe không có còn chưa hết đồ đai nữa mà, nên là cũng không có gì để tả cho anh em hết trơn á. Xe như cọp vậy ha. Này, ốc tán đồ đạc là ken hết đó. Chủ xe bên công ty mua về thì cũng để trưng bày cho vui thôi. Đây gai chỉ vỏ đâu còn đường còn nét đầy đủ đó, quá đẹp luôn, quá trời ken, cặp kèn mà còn chưa lột cái lớp siêu mà chưa quá dữ. Quá đẹp luôn anh em ơi, xe này ken lắm. Mà anh em mua xe này thì thứ nhất là được bấm biển mới lại nè, thứ hai là đỡ tiền thuế rồi nè, người ta đóng thuế rồi nè, đỡ được mười mấy triệu rồi phải ra luôn đấy. Quá trời đẹp, không có gì phải tả. Ai anh em nào có nhu cầu em soi gương được luôn á, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em nha. À, quá trời căng nét luôn. À, cực kỳ ken, ốc tán rồi nè, sáng trưng, không có gì phải bàn cãi hết á, quá trời đẹp luôn. Xe chưa hết đồ đai mà, đây cái bô xi, nước xi quá đẹp. GZ150A, xe này giống như chuyên cơ mặt đất vậy đó, hai thùng hai bên rồi thùng sau cho bá nữa nè. Ngồi rất là thoải mái, đi xa cực kỳ sướng luôn, đi đông chồng về với bên mình đó, ngồi thông dong lắm, không có nhưng mà chạy thì cũng nhẹ nhàng thôi. Cái nết chạy nó quan trọng là cái nết chạy mới đi được xe này. Thùng GB 43 lít nha, khá là to, anh em tha hồ để đồ. Này biển số LD. Không, mấy cái nước xi từ cái khung luôn. Cực kỳ đẹp, sáng trưng à. Đó, nó soi gương được luôn mà. Đó, quá đẹp, hai thùng hai bên là thùng zin của xe rồi. Mẫu xe này có sẵn rồi, đây tựa lưng luôn. Chung là đầy đủ rồi, đó, dành cho rất thích hợp cho người ngồi trước, ngồi sau, đường ngồi cũng rất là thoải mái nha. Đó, thùng nó đẹp ghê chưa? Không tì vết luôn. Ken xà beng. Đi tới đâu là thấy em tới đó, đi tới đâu thấy em tới đó. Đó, em ngồi tù lù luôn cả thấy không mọi người. À. Đây, máy móc. Đó. Trời ơi, thấy đi đâu cũng thấy em hết trơn. Thì chất liệu xi dòng xe này xi hơi nhiều nên bóng lưỡng bóng loáng. Đây, xe cực kỳ ken nha. À, nãy giờ quay cho anh em coi là xe cực kỳ ken nha. À, không có gì bàn cãi luôn. Quá trời chất.
đề cao FI, báo số đồ đầy đủ đó, có báo xăng, báo số đầy đủ, đồ mới có 5.000 thôi, vừa hết vô đai luôn đó, xe cực kỳ đẹp luôn đó. Ghi đông đồ này nọ sáng trưng nè, đây đỉnh cao, đỉnh cao này phải bóp con mới đầy được đó. Máy cực kỳ êm nha đó, máy 150 Suzuki cực kỳ êm luôn đó, êm thêm thiết. À, có giá đỡ điện thoại Motor World rồi nè, à, xe để anh em đi tour luôn đó, à, máy êm ru nha, FI, à, báo số, à, báo xăng, đồng hồ tour công độ đầy đủ hết trơn á, à, nên lát xích này cô không đầy đủ chức năng để phục vụ mấy anh em chơi xe. Rồi một mẫu chuyên cơ mặt đất phi thuyền dĩa bay rồi đó. Suzuki GZ150 biển số Sài Gòn, à, giá là 60.800.000 đăng ký 2021. À, anh em nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em ha, để tận hưởng một chiếc xe cực kỳ ken dày, xe siêu cộp luôn. Đó. Rồi ngoài ra bên em còn khá là nhiều mẫu xe, anh em có thể tham khảo thêm trên website thimmotoduc.vn nha. À, tụi em cập nhật các sản phẩm ngày nào liên tục trên đó, hàng ngày luôn. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Xong rồi nha, thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn, đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe, cái đó mọi người tự kiểm chứng nha. Có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con, người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè, tụi em tặng nhớt, tặng nó bảo hiểm, tặng nó bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là Hux Colin nè đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe đó. Đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây đường đi rộng rãi cho mọi người, đây cái tiệm của em đây đó. Đi mô tô Thủ Đức, ok nha mọi người đó. Tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha, trạm xe lốt đó. À, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha mọi người, thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết, miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Mboss nè, có 3 hình thức trả góp nè, trả góp qua Mboss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, thiếu bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc, đây xe quá trời nhiều luôn. Đó, em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị, xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết, có ship xe cho anh em ở tỉnh nha, có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng thì tầm có 1.2 triệu thôi ạ. À, em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết, hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn đó, toàn xe đẹp không, quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó, ok nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha, alo giùm em, mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy trăm triệu
thì mình tiếc gì 2-3 ngày mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn con người này người kia. Thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu, mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới phải xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào đó, xem cửa hàng nó như thế nào rồi mình hãy quyết định. Rồi xin chào mọi người. Mình giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe hải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn. Tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này người kia chê xe xấu nha, thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu trần áo này, ốc tán này, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi